Kính thưa sư, con có một câu hỏi mong sư giải đáp. Rằng con có đọc qua một số bài thời gian một đại kiếp được Thế Tôn ví dụ là dài hơn thời gian một tảng núi đá hay tương tự. Dài một do tuần, rộng một do tuần, cao một do tuần. Bị một tấm lụa kasi 100 năm phủ qua một lần mài mòn. Như vậy thời gian một đại kiếp theo bài đó là không xác định chính xác. Nhưng lại có một nguồn khác cho rằng đại loại là 100 năm con người sẽ tăng độ tuổi trung bình một tuổi từ 10 tới 84.000 tuổi và một tiểu kiếp tăng 84.000 về 10 tuổi là tiểu kiếp giảm và xảy ra tam tai. Như vậy 20 lần là một trung kiếp, 4 lần trung kiếp là một đại kiếp. Như vậy con số đại kiếp có thể tính khá chính xác, cư sư cách tính này liệu có trong Tam Tạng Pali hay chú giải nào không, có đúng chánh pháp không? Và nếu cách tính này chính xác thì lại mâu thuẫn độ tuổi trái đất được khoa học xác định bằng đồng vị phóng xạ khá chính xác. Còn về ví dụ tảng núi đá thì có vẻ không bị mâu thuẫn. Về cái này thì xin mời Đại Đức Tự Tường sẽ trả lời. Kính thưa Đại Đức Hành Tại, kính thưa quý vị. Thật sự câu hỏi này nó nghe nó kể phức tạp gì đó, nhưng mà thật sự cũng đơn giản thôi vị, chứ không gì khó khăn. Nó khó là do sao? Do là có những cái lĩnh vực, có những cái vấn đề mà với cái trí phàm phu mình muốn hiểu tường tận, mình muốn hiểu đúng nhá. Nhưng mà mình không ngờ được rằng là có những cái phạm trù, có những cái lĩnh vực, có những cái vấn đề nó thuộc ngoài cái sự hiểu biết mà gọi là mình muốn biết theo cái thỏa mãn cho phàm phu mình đó. Đó, thỏa mãn phải nó nhấn mạnh rõ nha, thỏa mãn theo cái trí phàm phu mình. Còn nếu nói đúng là ngay cả Đức Phật đã nói rồi, có điều bốn bốn cái điều bất khả tư nghị thưa vị, mà bốn cái điều này chỉ có bậc toàn giác mới hiểu rõ thôi. Ngay cả bậc tinh văn mà đệ nhất giống như ngài Xá Lợi Phất, hay ngài Xá Lợi Phất, ngài Sư Đức Bát Tá thưa vị, hay ngài Múc Ga La Ná đó, vốn dĩ cũng không hiểu tường tận được đó. Mà cái mà Đức Phật ngài mong muốn chúng ta hiểu là chúng ta phải hiểu thế giới bên trong đó. Khi mà chúng ta hiểu thế giới bên trong, hiểu rõ rồi hiểu không, thì chúng ta mới hiểu thế giới bên ngoài. Giống như câu chuyện mà sư nói hoài, quý vị, có một cái vị thiên nhân đó là cứ đi từ năm này sang năm nọ đó, đi có thần thông đó, mà cũng không tìm được tận cùng thế giới, không hiểu được thế giới. Nhưng mà Đức Phật nói là bây giờ là khi nào mà khổ hiểu được cái gì là nguyên nhân của khổ và cái gì sẽ giống với khổ đó, thì mới hiểu được tận thế giới. Tại vì Đức Phật nói có bốn điều bất khả tư nghị thưa vị. Thứ nhất là trí tuệ của một vị Phật toàn giác. Thứ hai là năng lực thần thông của thiền chỉ là thì sẽ mặt há đó. Cái thứ ba là vũ trụ quan. Thứ ba là vũ trụ quan. Và cái thứ tư là gì ta? Còn cái thứ tư là gì, sư quan này, nói chung là có bốn cái đó. Đó thì hả? À, cứ xin lỗi. Cái trí tuệ Phật giác nói đầu rồi. Xin lỗi, cái thứ tư là nghiệp nghiệp và quả của nghiệp. Đó là bốn cái này bất khả tư nghị, không có luận bàn, nghĩa là đừng bao giờ mong muốn tìm hiểu nó một cách tường tận, vì hiểu không? Đó. Cho nên là cái phạm trù mà mình muốn hiểu tường tận là thời gian nó sao, rồi mình so sánh là cái gì ở đây chung vấn đề như bên mình nói nè, là nếu mà xác định đồng vị phóng xạ các kiểu này nọ nè thì không có phù hợp với khoa học hiện đại. Nhưng mà mình nói vậy đâu đúng thưa quý vị. Là khoa học á, quý vị nghe rõ nha, khoa học hiện đại là để chứng minh cho lời Đức Phật. Đức Phật á là ngài đi trước thời đại, chứ không phải là Đức Phật chứng minh cho khoa học hiện đại. Đó, cái phạm trù này chúng ta phải phân định rõ ra. Đó. Cho nên là cái hiểu cái gì á mình cũng hiểu ở một cách tương đối cho mình hiểu được. Nhưng trong trường hợp này nè, là khi mà Đức Phật ví dụ là một cái ngọn núi, một cái đại kiếp hay là gọi A Tăng Kỳ Kiếp thưa vị, là quý vị hiểu rõ đó, là Đức Phật ngày ví đó giống như một cái tảng đá,
là cao 14 giờ, cao một cao 11 giờ tuần là như 14 km đó, phải 14 km rồi ngang 14 vậy đó, 100 năm thì một vị thiên nhân xuống quét lần đó, nhưng quét chừng nào cho mòn hết trơn thì đó là một A Đăng Kỳ đó. Thì mình Nam phải hiểu là khi mà có người hỏi thì Đức Thế Tôn ngài cố gắng ngài đưa cho ví dụ để mình hiểu được là một A Đăng Kỳ rất là lâu, mà trí tuệ phàm phu mình nó không thể nào mà hiểu cái A Đăng Kỳ nó lâu như cỡ nào, mà phải hiểu là nó lâu kiểu gì, nó lâu mà nó vượt qua ngoài suy nghĩ phàm phu mình đó, vì hiểu không? Rồi nhưng mà có nghĩa là nãy giờ sư nói để cho quý vị hiểu hiểu cái cốt lõi cái đã, nhưng mà rồi sư cũng 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 chỉ cho quý vị biết á, là cái tài liệu để quý vị á, hiểu rõ về cái phần nào hơn về cái vụ mà A Tăng Kỳ kiếp, trung kiếp, đại kiếp này nè, chứ không phải là sư nói là sư nói là để trốn tránh, sư đem cái vấn đề mà bất khả tư nghị này nọ là để trốn tránh. Bây giờ quý vị muốn biết mà biết, mình gọi là biết mà mình biết sương sương ha, biết nghĩa là mình có cái khái niệm, biết hơi hơi đó, biết hình dung được đó. À, theo đúng tinh thần mà Tam Tạng với chú giải chính thống á, thì quý vị giúp sư lên Google search cái tài liệu gọi là Giáo trình Phật học. Cái tài liệu này là được biên soạn bởi một cái vị học giả người Malaysia, nhưng mà là tham khảo ý kiến của các ngài Sai Đo Miến Điện, đặc biệt là ngài ngài đứng đầu, ngài đứng đầu của cái chủ cái công trình tham khảo này, đó chính là ngài Chinh Nhê Sai Đo. À, ngài Chinh Nhê Sai Đo là từng từng dự cuộc cái tập Tam Tạng lần thứ 6 ở Yangon thưa quý vị. Đó cho nên tài liệu này là nó khá tín. Rồi quý vị tìm giùm sư nha, là Giáo trình Phật học Trang Cu Sang Lê Kim Kha dịch. Rồi quý vị mở cho sư cái chương 7. Đó là cái chương 7 nói gì gì? Những chu kỳ thế giới có những đức Phật xuất hiện, thì trong đó là trong đó chương 7 là có gì? Cách tính thời gian theo Phật giáo nè, là thế nào là đại kiếp, thế nào A Tăng Kỳ kiếp, thế nào là trung kiếp, thế nào là kiếp người, thế nào là Phật kiếp. Đó vân vân. Quý vị sẽ phần nào nghĩa là giải tỏa được cái câu này. Nhưng mà trước khi kết thúc câu trả lời này, sư cũng chỉ mong một điều quý vị rằng là đúng là mình nên tìm hiểu, mình tìm hiểu ở một cái mức mà mình chấp nhận để mình đó, cái cốt lõi là gì, mình tu tập mình hiểu thế giới bên trong, thế giới nội tâm mình đó, thế giới bên trong thì mình thấy hiểu thế giới bên ngoài, chứ mình đừng đừng cố đi tìm mình hiểu nói à mình phải là mình nói là à, với tôi phải tìm hiểu để coi khoa học Đức Phật cái chứng minh Đức Phật nói những lời có đúng với khoa học hiện đại không, không rồi tôi không biết thì vũ trụ quan này nọ, rồi giống như quý vị nói đó, phải so sánh để coi cái lời Đức Phật có giống như cái sự hình thành nụ vụ nổ Big Bang của vũ trụ, của đa vũ trụ không, thì cái đó là quý vị đang sai lầm, quý vị đang vướng vào một cái chấp chấp thủ cái kiến là sẽ là trở ngại tu tập quý vị. Và cuối bà sư muốn nhắc lần nữa có bốn điều bất khả tư nghị, đó là trí tuệ của người Phật toàn giác, thứ hai là năng lực thần thông của thiền Samatha tức là thiền chỉ, thứ ba là vũ trụ quan không, vũ trụ quan, và cái thứ tư là nghiệp và quả của nghiệp. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Đại Đức Tuệ Tường đã trả lời rất đầy đủ, cho nên là sư cũng không có bổ sung gì thêm. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.